Thì chào các em, tiết học hôm nay là tiết ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2. Sau tiết ôn tập này, các em sẽ thực hiện bài kiểm tra giữa kỳ. Thì nội dung của tiết học này gồm có hai phần. Phần thứ nhất là thầy hệ thống hóa lại kiến thức, thầy nhắc lại một số nội dung kiến thức cơ bản. Và phần thứ hai là phần một vài bài tập ứng dụng. Thì nội dung lý thuyết tính từ đầu học kỳ 2 đến hiện tại thì là từ bài 31 đến bài 37 là tập trung vào cái nội dung hiện tượng cảm ứng điện tử. Thì trong cái hiện tượng cảm ứng điện tử thì chia làm 6 nội dung: dòng điện cảm ứng, dòng điện xoay chiều, truyền tải điện năng và ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện tử thì chia làm 3 nội dung: dynamo xe đạp, máy phát điện và máy biến thế. Thì trong từng nội dung thì các em cần nắm được cái kiến thức cơ bản. Ở dòng điện cảm ứng là khái niệm cũng như điều kiện xuất hiện. Dòng điện xoay chiều cũng thế. Dòng điện xoay chiều gây ra những tác dụng gì? Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều như thế nào? Ở truyền tải điện năng thì công thức tính công suất hợp lý em cần phải nắm vững, cách sử dụng công thức và cách làm giảm hao phí điện năng. Dynamo xe đạp, máy phát điện và máy biến thế là 3 ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện tử. Thì các tiêu đề tương đối là giống nhau, cấu tạo hoạt động. Riêng máy biến thế thì các em cần nắm vững được cách làm biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế. Thì sau đây thầy sẽ đi vào chi tiết của từng nội dung của mỗi phần. Phần thứ nhất là dòng điện cảm ứng. Dòng điện cảm ứng là gì và xuất hiện khi nào? Thì các em cần nhớ được các thí nghiệm làm xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây. Khi ta đưa một cực của nam châm lại gần hay ra xa một đầu cuộn dây dẫn kín, hoặc trong khi đóng hoặc ngắt mạch điện của nam châm điện khi đặt gần một đầu cuộn dây dẫn kín, hoặc cho nam châm quay quanh trục thẳng đứng trước cuộn dây dẫn kín, thì những thí nghiệm này đều làm xuất hiện dòng điện trong cuộn dây. Ta gọi đó là dòng điện cảm ứng. Điều kiện xuất hiện thì trong mọi trường hợp khi số đường sức từ xuyên qua thiết kiệm cuộn dây dẫn kín biến thiên, tức là tăng hoặc giảm, thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng. Thì bất kể một cái thí nghiệm nào thì các em phải chú ý xem là số đường sức từ có xuyên qua tiết kiệm cuộn dây dẫn kín hay không và có biến thiên hay không, thì trong cuộn dây sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng. Nội dung thứ hai là dòng điện xoay chiều. Dòng điện xoay chiều là gì? Dòng điện cảm ứng luân phiên đổi chiều gọi là dòng điện xoay chiều. Ở trong cái phần trước, trong các thí nghiệm làm xuất hiện dòng điện cảm ứng thì ta chỉ nói dòng điện xuất hiện thôi. Và ở đây là dòng điện nó đổi chiều, nó luân phiên đổi chiều thì ta gọi là dòng điện xoay chiều. Điều kiện xuất hiện cũng giống như điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng nhưng mà nó khác một chút xíu. Đó là gì? Là khi số đường sức từ xuyên qua tiết điện S của cuộn dây dẫn kín luân phiên tăng giảm thì trong cuộn dây có dòng điện xoay chiều.
thì ở trong điện cảm ứng là biến thiên, nhưng mà ở đây là luân phiên tăng giảm, nó là tăng rồi giảm liên tục. Và để tạo ra dòng điện xoay chiều thì ta có hai cách. Cách thứ nhất là cho nam châm quay quanh trục thẳng đứng trước cuộn dây dẫn kiếm, và cách thứ hai là cho cuộn dây quay trong từ trường của nam châm. Dòng điện xoay chiều gây ra những tác dụng gì? Có ba tác dụng, đó là tác dụng nhiệt, quang và từ. Để đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch điện xoay chiều thì thứ nhất, dụng cụ đo là gì? Là ampere kế xoay chiều và vôn kế xoay chiều. Nó cũng giống như ampere kế và vôn kế một chiều, nhưng mà nó khác là trên cái đồng hồ đo em sẽ thấy người ta ký hiệu là AC hoặc là dấu ngã. Và khi ta đo thì kết quả đo trên các dụng cụ đo có ý nghĩa gì? Số ghi trên các dụng cụ ta đo được chỉ giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều. Nội dung thứ ba là truyền tải điện năng đi xa. Phần thứ nhất là công thức tính công suất hao phí. P hao phí bằng P bình chia U bình nhân R. Thì trong công thức này các em cần nhớ tên gọi các đại lượng cũng như là đơn vị. PHP ta gọi là công suất hao phí, đơn vị là watt. P là công suất tải điện hoặc là công suất dòng điện, đơn vị cũng là watt. U là hiệu điện thế hai đầu đường dây, đơn vị là volt. Và R là điện trở đường dây tải điện, đơn vị là ohm. Và từ công thức này ta thấy để làm giảm hao phí với P là giữ nguyên thì ta có hai cách. Cách thứ nhất là giảm điện trở R của đường dây, và cách thứ hai là tăng hiệu điện thế của U ở hai đầu đường dây tải điện. Thì trong đó cách tốt nhất là tăng hiệu điện thế của U ở hai đầu đường dây tải điện. Bây giờ ta chuyển sang cái phần ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ. Dynamo xe đạp. Về cấu tạo thì em xem hai hình. Hình thứ nhất là các bộ phận trong dynamo xe đạp, và hình thứ hai là dynamo xe đạp được sử dụng ở xe đạp và người ta gắn ở đâu, thì nó gắn ở bánh trước. Thì các em để ý là trên cái dynamo ở phía đầu trên là cái núm xoay, thì lúc mà người ta gắn vào bánh trước của xe đạp thì cái núm xoay này nó phải tì lên cái vỏ trước, cái bánh trước của xe. Về cấu tạo thì gồm có hai bộ phận chính: một cuộn dây dẫn quấn quanh một lõi sắt non, và một nam châm có thể quay quanh trục thẳng đứng. Về hoạt động, dynamo xe đạp hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Khi ta cho nam châm quay quanh trục thẳng đứng trước cuộn dây thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng. Thì làm cách nào để cho nam châm nó quay? Thì em nhìn cái hình thứ hai, em thấy cái núm xoay nó phải tì vào cái vỏ xe, và trên cái núm xoay này nó có xẻ rãnh tạo ra những cái khía, cho nên khi bánh xe nó quay, tức là mình đạp xe đó, thì do có ma sát giữa núm xoay và vỏ xe cho nên là núm xoay nó sẽ quay theo, và nhờ đó nam châm nó sẽ quay. Giải thích cái hoạt động của dynamo xe đạp thì các em dựa vào cái điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng. Khi cho nam châm quay quanh trục thẳng đứng trước cuộn dây
thì số đường dứt từ xuyên qua tiết diện cuộn dây dẫn kín thay đổi. Trong cuộn dây có dòng điện cảm ứng. Thật ra cái mô hình thứ hai, máy thiết bị thứ hai là máy phát điện. Về cấu tạo thì ta thấy nó có hai mô hình. Cả hai mô hình này đều là đều của máy phát điện. Thì nhìn kỹ vào hai mô hình này, em thấy đều có hai bộ phận chính, đó là nam châm và cuộn dây. Nhưng mà khi máy hoạt động thì nó có sự khác nhau với các bộ phận này. Ở cái mô hình thứ nhất là người ta cho cái trục quay nó quay, và cái trục quay này nó gắn liền với khung dây. Như vậy người ta đã cho cuộn dây quay trong từ trường của nam châm. Ở mô hình thứ hai thì người ta lại cho nam châm quay trước cuộn dây. Hai mô hình này tương ứng với hai cách tạo ra dòng điện xoay chiều. Thì trong kỹ thuật, bộ phận nào quay người ta gọi tên là rotor, và bộ phận đứng yên người ta gọi tên là stator. Như vậy, ở mô hình thứ nhất, rotor là cuộn dây và stator là nam châm. Mô hình thứ hai thì ngược lại, nam châm là rotor, còn cuộn dây là stator. Về hoạt động thì máy phát điện hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện tử. Khi ta cho rotor quay thì số đường dẫn từ xuyên qua tiết diện cuộn dây luân phiên đang giảm, và trong cuộn dây xuất hiện dòng điện xoay chiều. Thì những cái máy phát điện ở nước ta đang hoạt động thì nó sẽ tạo ra dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz, có nghĩa là cứ một giây rotor nó quay được 50 vòng. Và khi hoạt động thì máy phát điện luôn có sự chuyển hóa năng lượng, có sự biến đổi năng lượng từ cơ năng thành điện năng. Thật ra thiết bị thứ ba đó là máy biến thế. Về cấu tạo thì em nhìn cái hình cũng có hai bộ phận chính. Bộ phận thứ nhất là một loại sắt pha silic gồm nhiều lá sắt ghép sát nhau, ghép cách điện sát nhau, và có hai cuộn dây. Và theo cách vẽ em thấy là hai cuộn dây này có số vòng khác nhau. Một cuộn dây được mắc vào nguồn điện xoay chiều, ta gọi tên là cuộn sơ cấp, và ký hiệu là N1 là số vòng cuộn sơ cấp. Cuộn dây còn lại gọi là cuộn thứ cấp. Thì máy biến thế cũng hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện tử. Tức là nếu ta đặt một hiệu điện thế xoay chiều U1 vào hai đầu cuộn dây sơ cấp thì nhờ hiện tượng cảm ứng điện tử thì ở hai đầu cuộn dây thứ cấp ta sẽ thu được một hiệu điện thế xoay chiều là U2. Nội dung thứ hai là cách làm biến đổi hiệu điện thế. Thì thực nghiệm đã cho thấy rằng hiệu điện thế ở hai đầu mỗi cuộn dây của máy biến thế thì tỷ lệ với số vòng dây của mỗi cuộn. Công thức là U1 chia U2 bằng N1 trên chia N2. Trong đó U1, U2 lần lượt là hiệu điện thế cuộn sơ cấp, thứ cấp. N1, N2 lần lượt là số vòng dây cuộn sơ cấp, thứ cấp. Và từ công thức này ta sẽ biết được khi nào máy biến thế có tác dụng tăng hiệu điện thế lên hoặc là giảm hiệu điện thế xuống. Trường thứ nhất, nếu U1 lớn hơn U2, tức là hiệu điện thế mà ta thu được là U2 đó, nhỏ hơn hiệu điện thế ta đặt vào cuộn sơ cấp. Và lúc này thì số vòng dây cuộn thứ cấp sẽ ít vòng hơn cuộn sơ cấp.
và máy biến thế có tác dụng làm giảm hiệu điện thế, hay gọi là máy hạ thế. Ở trường hợp thứ hai, nếu U1 nhỏ hơn U2, tức là ta thu được hiệu thế U2 lớn hơn hiệu điện thế ta đặt vào, và số vòng của dây thứ cấp phải nhiều vòng hơn của sơ cấp, thì máy biến thế có tác dụng làm tăng hiệu điện thế, ta gọi là máy tăng thế. Phần thứ hai của nội dung ôn tập hôm nay, thầy chia sẻ với em hai ví dụ. Ví dụ 1, bài 1. Một máy biến thế có số vòng dây hai cuộn là 200 vòng và 400 vòng. Ở đây các em lưu ý, người ta không nói cuộn nào là cuộn sơ cấp hay là cuộn thứ cấp hết. Thì các em phải đọc kỹ cho từng câu. Câu A, nếu đặt một hiệu điện thế xoay chiều U1 220V vào hai đầu cuộn dây 200 vòng thì thu được một hiệu điện thế xoay chiều U2 của cuộn dây kia bằng bao nhiêu, và máy biến thế có tác dụng gì? Câu B thì ngược lại, người ta đặt hiệu thế xoay chiều U1 vào cuộn dây 400 vòng thì ta cũng đi tính cái U2 và máy biến thế này có tác dụng gì? Tóm tắt. Ở câu A, chắc chắn U1 là hiệu thế của dây sơ cấp. Và nếu ở câu A là đặt hiệu thế U1 vào hai đầu cuộn dây 200 vòng thì cái cuộn dây 200 vòng là cuộn sơ cấp. Các em ký hiệu liền là N1 và N2 sẽ bằng 400 vòng. Thì ta tính dễ dàng. Ta có U1 chia U2 bằng N1 chia L2. Từ đó em suy ra U2 bằng U1 nhân N2 chia N1 và kèm thay số. Ta tính được U2 bằng 440V. Và để biết máy biến thế này có tác dụng gì thì em phải so sánh. Vì U2 ta thu được là 440V lớn hơn U1 220V. Như vậy, máy biến thế này có tác dụng tăng hiệu điện thế. Câu B thì câu B rõ ràng là bây giờ người ta đặt hiệu thế xoay chiều U1 vào cuộn dây 400 vòng thì 400 vòng là cuộn dây sơ cấp và 200 vòng là cuộn dây thứ cấp. Các em cũng làm tương tự như câu A. Kết quả em tính được U2 bằng 110V. Và so sánh ta thấy U2 lúc này bé hơn U1. Vậy trong trường này máy biến thế có tác dụng là giảm hiệu điện thế. Ta sang bài số 2. Ở câu A, người ta muốn truyền tải một công suất điện 16W bằng đường dây tải điện có điện trở 20V, cho biết hiệu thế hai đầu đường dây bằng 10.000V, tính công suất hao phí trên đường dây. Câu B, để giảm công suất hao phí 2.500 lần thì người ta lắp đặt máy biến thế làm tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây, tính hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp và tỷ số số vòng dây giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp. Thì em thấy ở bài này thì nó liên quan đến kiến thức tính công suất hao phí. Ở câu B thì dựa vào cái cách làm giảm hao phí điện năng thì em thấy để giảm công suất hao phí 2.500 lần thì người ta phải tăng hiệu thế ở hai đầu đường dây. Và lúc này cách thực hiện là người ta lắp đặt một máy biến thế làm tăng hiệu điện thế. Ta tính hiệu điện thế của thứ cấp và tỷ số số vòng dây giữa hai cuộn. Thì về câu A thì các em chỉ việc áp dụng công thức tính công suất hao phí khi hiệu điện thế hai đầu đường dây là U1 bằng 14V, tức là ở câu A là người ta
yêu cầu mình tính công suất hao phí nhưng không có sử dụng máy biến thế. Thì khi em dùng công thức P hao phí bằng P bình chia U1 bình nhân R, hoặc là khi em đặt P trên U1 trong ngoặc tất cả bình phương nhân cho R thì em dễ thực hiện hơn. Kết quả là 14 W. Rồi câu B. Để giảm công suất hao phí 2.500 lần thì ta phải tính được hiệu điện thế hai đầu của thứ cấp. Thì ở câu này cách làm thầy giới thiệu các em đơn giản hơn. Tuy nhiên các em có thể làm cách khác cũng được. Từ công thức về hao phí bằng P bình nhân R chia U bình thì trong đó P và R là không đổi. Vì vậy P hao phí tỷ lệ nghịch với U bình. Đề bài cho biết P hao phí giảm 2.500 lần thì ta suy ra được U bình phương phải tăng 2.500 lần vì P hao phí và U bình tỷ lệ nghịch. Từ đó suy ra được là U phải tăng 50 lần. Em phải khai căn ra. Tức là gì? Tức là ở câu B, hiệu điện thế ở hai đầu đường dây tải điện, tức là hiệu thế của cuộn dây thứ cấp sẽ gấp 50 lần hiệu điện thế cuộn sơ cấp U2 bằng 50 U1. Thì em sẽ tính được lúc này hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là 500.000 V. Và đây cũng chính là hiệu điện thế ở hai đầu đường dây tải điện. Tức là sau khi người ta tăng thế, người ta sẽ dùng hiệu thế này để truyền tải điện năng đi xa. Thì nhờ vậy, công suất hao phí sẽ giảm được 2.500 lần so với trường hợp ở câu A. Tỷ số, số vòng dây giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp. Ta viết công thức N1 chia N2 bằng U1 chia U2 và kem thay suy ra N1 chia N2 bằng U1 chia cho U2, kem thay bằng 50 U1 và kết quả là 1 phần 50. Thì câu này các em có thể làm cách khác, tức là sau khi ta tính được công suất hao phí ở câu A, các em chia cho 2.500, các em sẽ tính được công suất hao phí lúc sau. Rồi các em dựa vào công thức tính công suất hao phí, các em tìm được cái U lúc sau, đó là U2 đó. Cách này thì ta không cần tính, mà cuối cùng ta cũng ra được cái tỷ số N1 chia N2. Thì tiết học đến đây là kết thúc. Thầy mong rằng qua tiết học này, một phần nào đó các em sẽ nắm được toàn bộ kiến thức của nội dung hiện tượng cảm ứng điện tử, biết cách sử dụng các công thức tính công suất hao phí, công thức của máy biến thế để các em thực hiện được các bài tập cơ bản. Thầy chào các em.